mạng bi thực hiện một trong những cuộc di chuyển blockchain lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử hơn một triệu người tiên phong di chuyển sang bi sau khi áp dụng hàng loạt giải pháp kyc độc quyền của bi network vào tháng 6. banlo anto ca ngày 17 tháng 8 năm 2022. nghìn Mạng bi một cộng đồng mở rộng lớn được hỗ trợ bởi tiền điện tử được phân phối rộng rãi nhất trên thế giới mang lại khả năng truy cập và tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ cho các thành viên, người bán và nhà phát triển. Hôm nay đã công bố sự di chuyển của hơn 1 triệu người dùng sang blockchain mainnet của nó được thành lập vào tháng 12 năm 2018 bởi một nhóm các nhà đổi mới ban đầu trong công nghệ chuỗi khối và hành vi từ Đại học Stanford. B Network là một hệ sinh thái dựa trên tiện ích của các ứng dụng của bên thứ ba được sử dụng trên nền tảng web di động với phân phối mã thông báo rộng rãi. Kể từ khi thành lập, cộng đồng còn được gọi là những người tiên phong đã phát triển lên đến hơn 35 triệu thành viên tại hơn 230 quốc gia hoặc khu vực. Tiến sĩ Chen Daofan, người sáng lập và trưởng bộ phận sản phẩm của B-Network cho biết chính thức thành lập B-Network trên Mainnet là một minh chứng cho cộng đồng đáng kinh ngạc mà chúng tôi đã xây dựng trong 3 năm qua. Tầm nhìn của Binance Network nhằm xây dựng hệ sinh thái ngang hàng và trải nghiệm trực tuyến toàn diện nhất trên thế giới do Binance thúc đẩy đang tiến gần hơn một bước tới thực tế. Trái ngược với các blockchain khác, Binance Network đã xây dựng và phát triển cộng đồng của mình từ rất lâu trước khi tung ra blockchain mainnet vào tháng 12 năm 2021. Kể từ ngày bi, ngày 14 tháng 3 năm 2019, cộng đồng đã đóng góp nhiều đóng góp cho sự phát triển và bảo mật của mạng. Và trong quy trình khai thác bi trên điện thoại di động của họ, thông qua một cơ chế khai thác mới lạ, thân thiện với môi trường, di chuyển số dư bi từ ứng dụng điện thoại di động nơi chúng hiện đang được ghi lại sang blockchain, trong khi các ứng dụng khác nhau cũng được thiết lập để chuyển đổi từ testnet sang mainnet sẽ cho phép hệ sinh thái ngang hàng thành hiện thực. Các ứng dụng này sẽ có thể tiếp cận một mạng lưới lớn người dùng đã vượt qua kyc và sẵn sàng tiền điện tử với tiền điện tử trong tay để chi tiêu cho các dịch vụ khác nhau. Việc di chuyển của hơn 1 triệu người tiên phong sang mạng chính đã được hoàn thành trong vòng 1 tháng. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào giải pháp kyc và công việc của hơn 649.000 người xác nhận là con người ở 224 quốc gia hoặc khu vực. Những người đã cai xe hơn 2 triệu người tiên phong cho đến nay. Bi cai xe là một cách tiếp cận độc quyền, độc quyền kết hợp tự động hóa máy móc và xác minh con người siêu địa phương dựa trên nguồn lực cộng đồng để đạt được cai xe an toàn, có thể mở rộng và hiệu quả. Nó được sinh ra do thiếu khả năng mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và khả năng tiếp cận toàn cầu từ các giải pháp thị trường của bên thứ ba khác. Tiến sĩ Nicholas Kokalis, người sáng lập và trưởng bộ phận công nghệ tại Bi cho biết, Giải pháp KIC nguyên bản của B-Network miễn phí cho tất cả những người tiên phong là một trong những nỗ lực tuyệt vời để B-Network thực hiện lời hứa về sự công bằng, tính toàn diện và khả năng tiếp cận mạng Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục phát triển cộng đồng đáng kinh ngạc này và chào đón những người tiên phong trong tương lai đóng góp vào việc sẽ sớm trở thành mạng xã hội hỗ trợ tiền điện tử hoạt động tốt nhất trên thế giới. Tại Menet, những người tiên phong sẽ được khen thưởng vì những đóng góp liên tục của họ cho sự phát triển và bảo mật của mạng. Phần thưởng dành cho người tiên phong sẽ đa dạng hơn nữa vì mạng lưới cần những đóng góp đa dạng và chuyên sâu hơn liên quan đến việc sử dụng ứng dụng. Hoạt động của nút và khóa bi, những người tiên phong trong lĩnh vực khai thác tiền Manet sẽ tiếp tục đóng góp cho bi và khai thác từ phần thưởng khai thác Manet cùng với bất kỳ thành viên mới nào tham gia mạng để đảm bảo sự phát triển và tuổi thọ của mạng. Mạng có thể mạng có kế hoạch tiếp tục di chuyển hàng triệu người nữa sang mạng chính trong những tháng tới khi nhiều người tiên phong tiếp tục sử dụng công nghệ KIC của mạng Bi. Để biết thêm thông tin hoặc tham gia mạng Bi, vui lòng truy cập mybi.com. Đây là, là trang finance.yahoo.com à, đã đưa tin về Bi Network các bạn nha. Rất tuyệt vời. Rồi, hy vọng thông tin này sẽ tích cực hơn cho các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Bạn nào chưa đăng ký Bi thì hãy vào mô tả video đăng ký được bạn. Mãi giới thiệu của mình vẫn là Picasso nha. Và nhớ đăng ký kênh youtube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.